tiệc thung dung nghe con thích tam tòa tiên thánh nghe hội công đầu trương giang nghe đàn gì nhất tiên tiền công thích mời mẫu đệ nhất đi tiên ti thành văn công chúa thượng tiền mẫu về phủ dây vân cát ni thôn quê nguyễn thiên đàn ni vào cửa họ nhà để cải trần Phật đâu hương dạ nhiệt pháp rơi vong ngân chư Phật đạo đội tất sao văn tỷ sự kết thượng vân hành nghi thượng vân sư Phật liền toàn thân nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát mô hương cúng dường ra hồi cúng bình đi mộ phương nghe cũng thịnh mời mẫu đệ nhì thành ni tiên ni nguyên xưa sinh thành ni trong đền sau phòng sư a di đà phật đô nhân xa nhiệt pháp rơi mong muốn sư phật tài hội tất sao văn tề sư kết tường vân thanh nghi hương ngân sư xuất hiện toàn thân nam mô sang bồ tát ma tát nam mô cúng Bồ Tát Ma Tát nam mô cúng xa hồi cúng thành mẫu đệ tam mi cúng thiện bự đệ tam thành ni tiên ni ngọc hồ thân nữ ni gửi đến thủy cung dưới đỉnh chân nhang phấn khởi dung tiên nước đề từ thiên bành thiên tài kim lô phong cảnh khắc nhân tiên chu mang thập phương mô lăng cúng dường bồ tát ma tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát nam mô hương cúng dường sa lan thanh gia ô binh tốc hải đá thành tiên cạnh đầu rơi mộc lai tiên cạnh đầu rơi gió nam thoáng hòa hướng bay ngàn đảo trên thiên đảo rồng rồng bay năm vẻ dưới Việt Nam địa thế trung linh cầm dài phúc mệnh thiền định thank you.
chúng ta tích tăng cúng dường kim cung mà lần cận cận chúa tiên chúng dường. Sơ điệp dâng lên kim ngân, sơ điệp dâng lên được đức ông tu đối ngày chép biên do rằng đời cho họ lê trường sinh. Đôi chương trường sinh độ cho tê tử trường sinh đi cửa nhà phú quý thang ninh thọ trường độ cho giúp mạnh đôi đường an khang phú quý lộc tài để đa buôn mùa tươi tốt đi hoa để nam thiên thao giữ vững để nam thiên thao hề tấu lên thượng giới hồi cao đế đình tấu về thở vào lòng cung thở vào lòng cung tấu về thở vào lòng cung y vua cha phát hỏi tâm tòa các quan sơ này là sơ trần gian. Văn sứ dâng lên tiếng lại sơ đếp dâng lên được đức ông tô đối ngày chép biên do rằng đồ cho đời chữ trường sinh cửa nhà phú quý thang ninh đời đời phê cho sức mạnh đôi đường. Thank you.
Chúa đẹp dùng vì muốn nghe sẵn để tôi
cấm quang nghe ngàn. Hà Giang bắp một toa nghe và thành thơ. Rừng hoa quê rừng nghe lan rừng chung nghe rừng bạch mai. Bye. 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 Bye.
gánh đầu non xuống ra xuống gì quay lại đâu đó đi lên ngàn ngàn đi xuống suối tay con suối nước chảy về đâu ấy con cá vàng lượn lờ bên suối con nai vàng ngơ ngác trên sườn non thân mi mùng nghề ba tháng
điều điều nét Chúa dịu dàng, dưng nghe điều tốt tươi Chúa đẹp dung huy, vốn nghe sẵn ký tơ trời. Vòng vòng nghe ngọc ngọc kim cương còn xin Chúa từng trong mà chân đức đức cho họ lễ con lòng thành. Tiến xong rồi Chúa độ dầu sáng nghe kinh nghe doanh tự tốt Chúa cho lòng nghe tài để đa bốn mùa kết đi trái. Chúa cho thăng nghe quan tiên sức còn người thương trường cho đăng đăng lồng ba bốn Chúa thương người được hành nông thốt nê lúa ngô khoai sát sẵn Chúa cho chất sông đầy khó. Thiên Chúa ngự về
sắc nghi lễ sắc nghi phong thường đằng nghe biên nghi đề tôi lực trên tây thiên nghe tam mi đào địa linh nghe tây thiên nghe tam mi đào địa linh thạch ba chú nên nhang thơm thanh kinh quỳ tổ tiên dâng một bàn nghề vạn vạn đi chầu chúa tiên dành nghề chúa bà để nhận nó tay thiền nghề sống
khi đang sáng tỏ gần xa xoay gió non
đề đại thiên cha mê sơn đi bầu xanh nghe là chúng nguyện người đó lòng đầy đau xót nên thương giật giật phà lòng mê kẻ u mê nhớ xưa tình nghe cũ đời lên người con đi gái thôn quê thơ ngây duyên dáng phải đà nhất tâm sống ấm thầm mồ côi xa mẹ gặp được thầy gốc tiên sinh một đời bà làm phụng cứu dân Chúa soi tư thành tỷ lễ thôn quê, soi cho
quanh có suối vắt ngang đèo, nước xây dòng veo nghe tiếng sao nghèo em lên non xa dần du bước ra đi ai hoa đi ai trà rồi ngập ngụ cất cao tiếng ngô gọi cái gì người ơi cái gì người dần dần ơi ngày xưa về lấy sớm Hey.
sen la nghe tận nề gần gần dù khách gần gần xa nghe không nghe đâu bài biết để hỏi khách khách rằng mờ ai biết ai hay trên sơn lập lập rừng vắng vắng chỗ này vặn vặn ấy chỗ này nơi đây được tiếng từ thời hậu lê chốn xuất khi có nhà mà nữ kiệt nề ứng mông thân bát nghiệp nó khai sinh nghề già tiến nữ kỳ ta Sài Gòn thanh giang